Trong ngày hôm qua, ngoại trưởng hai nước Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc hội đàm tại thành phố Münster của Đức, bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang có nhiều diễn biến căng thẳng liên quan đến các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng và các cuộc tập trận chung Mỹ Hàn. Nội dung trao đổi chính thức chưa được công bố, nhưng theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản Ngoại trưởng hai nước có thể đã thảo luận về tình hình Ukraine và các biện pháp đối phó những thách thức an ninh ngày càng tăng ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực tự do và rộng mở. Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng tỏ rõ thái độ phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh tình hình Đông Bắc Á đang có nhiều diễn biến căng thẳng. Dự kiến, lãnh đạo ba nước gồm Mỹ, Nhật, Hàn có thể sẽ có cuộc hội đàm vào giữa tháng này bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Indonesia bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và An Quốc cũng đang lên kế hoạch hội đàm bên lề sự kiện.